Rồi thì hôm nay ha em sẽ hướng dẫn mọi người hai cái công cụ, nó gọi là TTM SWI với lại Momentum. Em nghĩ là TTM SWI thì mọi người cũng học ở trên mạng nhiều rồi. Thì TTM SWI nó đơn giản là như vậy. Mỗi con stock nó sẽ có một cái giai đoạn gọi là consolidation. À, mà cái giai đoạn consolidation đó là mostly nó sẽ chạy sideways. À, mostly nó sẽ chạy sideways. Thì ok, người ta nói SWI là sao? Có nghĩa là một cái đó nó bị dồn nén lại. Con stock này nó đã sideways quá lâu thì nó bị dồn nén lại. Bắt buộc nó phải chọn cái direction cho nó, một là chạy lên, hai là chạy xuống. Ok. Thì cái công cụ TTM SWI nó sẽ cho mình biết là khi nào nó bị nén. À, khi nào nó bị nén lại. Nhưng mà nó không cho mình những cái hướng dẫn cụ thể là khi làm nó đi lên hay đi xuống. Vẫn có ha, nhưng mà rất là khó biết. Mình phải bị lay một chút xíu mình mới biết được. À, thì cái cách mà nó swing là như sau. Mọi người cứ tưởng tượng là đèn xanh đèn đỏ. Ok, một cái chiếc xe mà thấy nhiều đèn xanh, nhiều đèn xanh, nhiều đèn xanh thì nó sẽ tiếp tục nó chạy. Nhưng mà một khi á, nó thấy đèn đỏ thì nó phải dừng lại. Và cái đèn đỏ này nó tượng trưng cho cái quá trình gọi là swing hay gọi là nén nó lại. À, thì một khi mà nó xuất hiện đèn xanh kế tiếp thì nó sẽ đưa cho mình một cái direction là con stock này đi lên hay là đi xuống. Nhưng để sử dụng cái TTM SWI only thì mình sẽ không biết được cái phương hướng chính xác của nó. Thì mình mới add thêm một cái công cụ ngày hôm nay mình học gọi là Momentum. Momentum, đọc sao ghi vậy ha, Momentum. Rồi, cái công cụ Momentum này nè, nghĩa là gì? Momentum có nghĩa là xu hướng. À, bây giờ thí dụ như momentum tăng có nghĩa là sao? Là rất là nhiều người join in theo cái xu hướng tăng. Và momentum giảm. Hoặc momentum giảm. Thì có rất nhiều người join in cái xu hướng của nó nhưng mà là xu hướng giảm. Thì cái này nó chỉ cho mình khi nào suy, còn cái công việc của momentum này nó chỉ cho mình biết là tăng thì là đi lên, giảm thì là đi xuống. Kết hợp hai cái này lại thì mọi người sẽ có được cái gì? Mình đang trade trong ngày mình thấy nó nén lại. Nếu như mọi người biết sao, cái gì nén càng lâu bung càng mạnh. Có phải nếu như mình biết được cái xu hướng đi đâu thì có phải mình thắng rất là nhiều tiền nếu như mọi người biết được cái xu hướng nó đi đâu không? À, rồi thì bây giờ bắt đầu ông đi vô ha. Rồi. Bây giờ cái công cụ đầu tiên mọi người cần mở lên là công cụ Momentum, mà mọi người nhớ cho em ha, Momentum. Đọc sao khi vậy? M O M E N T U M, tính chữ M, chữ O, chữ M, chữ E, chữ N, chữ T, chữ U và chữ M, Momentum. Rồi. Click vô. Thì nó sẽ cho mọi người một cái công cụ mà nó đơn giản, nó chỉ là một cái đường. Mọi người thấy ha, đơn giản nó chỉ là một cái đường. Rồi, thì cái công cụ này nó sử dụng sao? Đầu tiên bây giờ mọi người click vô cái răng cưa. Mọi người sửa cái color job này nè thành màu trắng. Rồi, thì bây giờ công cụ này nó sẽ work như nè. Đầu tiên là mọi người đừng có quan tâm cái vị trí của nó nằm ở đâu. Nếu như cái công cụ này nó đang màu đỏ, có nghĩa là con sóc này nó vẫn còn rang rớt. Nó nhạt màu đi thì là mọi người biết nó sắp đổi xu hướng và nó chuyển thành màu trắng, nghĩa là nó quay đầu. Ví dụ bây giờ đang đỏ, lợt màu đi có nghĩa là bắt đầu nó chạy ngang 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 xíu, còn màu trắng có nghĩa là dòng lợt nè. Chỉ cần hai biết hai màu thôi, màu đỏ và màu trắng. Rồi, trong cụ này nó có gì đặc biệt? Nó có một cái vị trí gọi là số 0. Bây giờ mọi người để một cái đường horizontal vô tại vị trí số 0 đây ha. Rồi thì một khi á, mà con sóc này nè, cái đường momentum này nè, nó nằm dưới số 0 mà nó màu đỏ thì mọi người hiểu là sao? Con sóc này nó drop mạnh. Còn nếu như cái đường này nó nằm trên số 0 mà nó là màu trắng có nghĩa là nó tăng mạnh. À, mình hiểu rất đơn giản à. Số 0 là cái biên giới, dưới số 0 là drop mạnh. À, trên số 0 là tăng mạnh. Rồi, vậy những cái trường hợp mà nó nằm trên màu đỏ thì sao? Bây giờ mình đi vô cái trường hợp trên màu đỏ.
Đây mọi người thấy ha, có những lúc là nó đang trắng chuyển thành đỏ. Nếu như nó không vượt qua được cái số lần không này thì nó chỉ là một cái bull bác. Đây ha, mọi người hiểu ha, nếu như nó không vượt qua lần không này thì nó là một cái bull bác. Còn nếu như nó vượt qua lần không thì sao? Nó sẽ cho mình biết là cái xu hướng này hoàn toàn đảo chiều từ xanh và chuyển thành đỏ. Rồi, ngược lại ở dưới, nếu như là màu đỏ mà nó chuyển sang trắng mà nó vẫn nằm dưới số 0 thì cũng như vậy. Ví dụ mình đang put thì nó chỉ là một cái pullback nhẹ. Rồi tiếp tục rớt tiếp. Còn nếu như nó vượt qua số 0 thì là đảo chiều. Rồi á, rồi số 0 này đảo chiều. Rồi, thì công cụ này nó có cái hay là gì? Nếu như mà mọi người thấy cái xu hướng mà nó đang giảm dần, đúng không? Là từ màu đỏ nó chuyển, màu trắng nó chuyển màu đỏ. Nếu như nó hold được đường số 0 thì đây là một điểm entry rất đẹp cho mọi người. Mọi người hiểu là sao? Xu hướng tăng muốn giảm nhưng giảm không được thì sao? Bắt buộc nó phải bao nó đi lên. Này ha. Này. Đấy, cách hiểu ha, rất là đơn giản, nó chỉ có hai màu thôi, màu trắng và màu đỏ và một cái đường nằm ở vị trí số 0. Đây. Rồi. Đây là công cụ thứ nhất. Đó, thì nãy có một câu hỏi là khi cái TTM SWI xuất hiện, làm sao mình biết được cái hướng của nó? Thì đây là cái câu trả lời cho anh chị. Màu trắng với màu đỏ. Rồi, bây giờ bắt đầu mình công cụ thứ hai mà mình cần biết là TTM SWI. Em có để cái TTM SWI ở ngoài cái After Hour Trading á. Mọi người dừng copy. Bỏ vô là mọi người thấy tên tác giả là Greeny 7042. TTM SWI Greeny 7042. Mọi người click vô. Này, thì bây giờ nó bắt đầu nó ra mấy cái hình rất là khó hiểu, đúng không? Đây nó ra cái hình rất khó hiểu. Rồi, bây giờ thì em sẽ giải thích cho cái cách đầu tiên là mình phải setup nó. Bây giờ mọi người bấm vô setting style. Ok. Mọi người đổi màu giống như em ha. Cái đầu tiên là màu đỏ. Cái màu thứ hai là màu vàng. Cái màu thứ ba là màu trắng. Cái màu color 3 chứ, color 0 là màu đỏ ha, color 1 là màu vàng, color 2 là màu trắng, color 3 là màu xanh. Nếu anh chị nào không kịp thì chút hồi có record lại ha. Đây, rồi em để khoảng chừng mấy giây ha cho anh chị sửa theo. Đỏ vàng trắng xanh ha anh chị. Mở TTM SWI lên, bấm vô setting, xong nó hiện ra cái bảng qua bên style đổi thành đỏ, vàng, trắng, xanh. Rồi. Ok. Đỏ vàng trắng xanh. Rồi thì bây giờ mình có một công cụ đỏ vàng trắng xanh. Đỏ là gì? Bây giờ em giải thích cho anh chị. Đỏ. Rồi, đây ha, hình như em chọn em đổi lộn màu rồi. Cái này phải là màu xanh nè. Sorry anh chị ha, con này là màu đỏ nè. Rồi, đỏ mắc sen hơn rồi đó. Rồi thì bây giờ đổi lại ha, xanh vàng trắng đỏ, sorry anh chị. Rồi, bây giờ làm sao cái công cụ này nó work là như vậy? Bây giờ mấy anh chị thấy nếu như nó từ ở dưới đi lên nè, nó cũng có một cái đường không, hai cái công cụ này nó có một cái liên quan là nó đều quyết định ở tại cái đường không. Thì cái đường không ở trong đây nghĩa là gì? Cái đường không ở trong đây anh chị thấy là những cái chấm xanh này nè, những cái chấm đỏ này nè, nó đại diện cho cái biên giới số 0. Nếu như cái con sóc của anh chị mà nó nằm ở above những cái chấm này, mà nó đây những cây xanh xuất hiện nè, càng nhiều cây xanh là con sóc còn đi lên. Xuất hiện màu trắng nghĩa là sao? Cái độ xu hướng giảm dần và nó giảm tới một mức nào đó, nếu như nó không hold được cái đường ở giữa số 0 thì nó sẽ bắt đầu nó đảo chiều xu hướng hoàn toàn, nó dòng đầu nó đi xuống. Đỏ càng nhiều là giảm càng nhiều, bắt đầu chuyển dần dần ra màu vàng, có nghĩa là sóc nó tiếp tục đi lên và nó hình thành ra cái giai đoạn gì nãy mới nói với anh chị. Đèn xanh là cái xe này nó còn chạy. Nó chạy một hồi, nó phải chuyển, nó phải dừng đèn đỏ và nó tạo ra một cái gọi là SWI. Đúng không? Nó tạo ra một cái gọi là SWI. Cái SWI nó sẽ chính thức xảy ra khi đèn xanh bật trở lại. Đúng không? Khi đèn xanh bật trở lại thì sao? Lúc này nè mọi người thấy con sóc nó nằm ngay đây, mình hoàn toàn mình không biết sau cái đèn xanh lặn sắt đi lên hay đi xuống, tại vì sao nó đang nằm ở trong một cái dạng từ cái lúc suy tới giờ là đây là giai đoạn sideways hay là consolidation. Nhiệm vụ của mình là mình muốn biết cái con sắt này nó đi đâu. Thì bây giờ mấy anh chị thử nhìn vô cái indicator momentum tại cái giai đoạn này,
khi mà nó chuyển sang màu xanh, đúng không? Bây giờ mình chỉ coi ha, nó chuyển sang màu xanh nằm ngay đây. Em sẽ để một cái đường line từ trên xuống dưới cho mình chị dễ nhìn vertical ha. Đây rồi, thì mình chỉ thấy có những cái trường hợp gì xảy ra ngay chỗ này. Đầu tiên mình vẫn để đường không ở đây ha, mấy anh chị thấy nè. Rồi đầu tiên đỏ chuyển sang xanh, đúng không? Thì cái dây này mấy anh chị thấy màu gì? Màu đỏ đúng không? Và nó có dấu hiệu gì ngay đây? Reject đường không. Vậy thì bây giờ mấy anh chị biết cái hướng của nó đi đâu không? Đi xuống. Tại vì sao? Momentum báo cho mình biết là nó reject số 0. Có nghĩa là không, xu hướng giảm này không đổi thành xu hướng tăng được. Cái thứ hai là cái dây này màu đỏ, đơn giản mấy anh chị biết sao? Đỏ mà dưới số 0 là tiếp tục rớt tiếp. Thì có phải nếu như mấy anh chị biết được kết hợp hai cái indicator này với nhau. Thứ nhất, khi nào sway và cái xu hướng đi đâu là mấy anh chị thắng được cái cây bút này. Đó, chứ không? Chứ nếu mà nó sideways vậy anh tự hoàn toàn không biết được nó đi đâu. Đúng không? Rồi. Nếu mà như mà mấy anh chị đợi nè, có phải là nếu mà anh chị đợi cái này mà nó tới cái cục này nó mới báo là mấy anh chị đi xuống là mấy anh chị entry trễ không? Nè. Đúng không? Mà không phải là mấy anh chị entry trễ không? Còn nếu mà mấy anh chị dựa vô cái momentum này là mấy anh chị entry ngay khúc này. Sớm hơn người ta at least là một candle. À, mà trong option một candle là thay đổi giá rất là lớn ha. Rồi. Ok. Thì bây giờ nếu như mà mình làm hai cái indicator này cũng được, nếu như anh chị nào muốn nhìn quen mà anh chị chia ra như vậy cũng được, nhưng mà hơi khó nhìn. Thì có em có một cái cách như vậy. Bây giờ mấy anh chị bấm vô cái momentum này nè. Bây giờ đầu tiên ha, cái TTM sway của em nằm dưới, có nghĩa là nó nằm below. Còn nếu mà con TTM sway của em nó nằm trên là nó nằm above đúng không? Rồi thì tại sao em nói như vậy? Tại vì bây giờ mình muốn kết hợp hai cái indicator này thành một để cho mình dễ nhìn. Thì bây giờ cách làm là như sau, mấy anh chị để vô trong click chuột vô, một chuột click thôi ha. Thì nó có ba cái dấu chấm nè. Rồi. Thì bây giờ mấy anh chị nó có cái chữ gọi là move to. Nãy em có nói nằm trên nằm dưới là vậy nè. Bây giờ cái indicator TTM sway của anh chị là nằm dưới đúng không? Thì bây giờ mấy anh chị chọn below. Bây giờ mấy anh chị thấy nó dính vô là một rồi nè. Em làm lại ha. Bây giờ em tách nó ra trước. Ok, bây giờ em tách ra trước ha. Đây, bây giờ nó đang tách ra nè. Mấy anh chị bấm vô ba cái dấu này. Mấy anh chị bấm move to below đúng không? TTM sway nằm dưới nè. Rồi, bây giờ nó ghép vô là một. Tại sao mình ghép nó vô là một? Tại vì hai cái này nó có một cái giá trị giống nhau là nằm ở giữa số 0. Mà mình cần nó để mình kết hợp, mình biết khi nào nó sóc đi lên đi xuống. Rồi thì bây giờ em sẽ ví dụ cho mấy anh chị một con BA luôn đi ha. Có một cái đoạn BA nó drop rất là mạnh. Nếu như mà ai biết được cái đoạn này thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đây là cái đoạn BA nó drop mạnh. Thì đây em sẽ ví dụ cho mấy anh chị. Bây giờ em sẽ ví dụ hai con BA hai lần nữa ha. Rồi. Bây giờ đầu tiên là nếu như mình vẫn phải biết TA bằng cách là mình vẽ một cái trend line của nó ra. Đúng không? Bây giờ mình vẽ cái trend line này nó ra. Rồi. Thì bây giờ nè mấy anh chị coi ha. Cái khúc này nè là hoàn toàn mình không có khái niệm là cái con short này nó đi đâu. Đúng không? Mình không hoàn toàn mình biết được con short lúc này chăng trong cái giai đoạn này nó đi đâu. Không ai chắc là nó đi lên, cũng không ai chắc là nó đi xuống. Nếu như mà ai rành thì mọi người có thể thấy đây là một cái bear flag. Nhưng mà so với những người beginner thì mình không giỏi gì đó thì mình ứng dụng hai cái indicator này vô. Rồi, vẫn giữ cái trendline ha. Thì dựa vô cái trendline này mấy anh chị biết là gì? Nếu như nó rớt ra khỏi cái wedge, cái này gọi là cái wedge ha. Hay là cái nêm, nếu như rớt ra khỏi cái nêm xuống thì là nó drop xuống, rớt ra khỏi cái nêm đi lên thì là nó đi lên. Rồi, thì bây giờ mình bắt đầu mình ứng dụng cái indicator. Thứ nhất là nãy mình nói sao, đèn xanh là xe còn chạy, đèn đỏ có nghĩa là nó sway. Đừng vội entry khi mọi người thấy cái cục đỏ đầu tiên, mọi người đợi. Đợi cục đỏ, đợi cục đỏ, đợi cục đỏ. Khi nào nó xuất hiện một cái cục xanh đầu tiên là mọi người tìm cái direction của nó. Thì khi mà nó xuất hiện cục xanh này thì mọi người thấy như sao? Cái TTM, cái đường MOM á, cái đồ momentum á, nó màu gì? Để em zoom bự lên xíu. Mọi người thấy nó màu gì? Nó màu đỏ. Và nó làm chuyện gì? Nó drop down dưới cái đường không. Đặc biệt ha, hồi nãy bây giờ mình sẽ không cần để cái đường không vô nữa. Tại vì sao? Tại nãy em nói mấy chấm đỏ chấm xanh này nó đại diện cho đường không nè. Nếu như mà cái này đi dưới là mọi người biết nó đẩy xuống không.
nè, có phải là bây giờ nè, cái hai cái confirmation xảy ra. Thứ nhất là nó rớt ra khỏi cái quest. Thứ hai là cái chuyện sui bắt đầu xuất hiện, và cái thứ ba là cái đường momentum nó thành rớt ra khỏi cái này và nó thành màu đỏ. Vậy là mọi người entry cây này là mọi người thắng. Không, đây là một cách bắt. Nè, nó sideways nguyên ngày. Rồi, bây giờ mình biết được là xe đèn đỏ sẽ dừng lại, bây giờ mình chờ đèn xanh và mình coi thử coi cái đường momentum lúc này màu gì. Màu trắng mà nằm trên số 0 thì là đi lên, màu đỏ nằm dưới số 0 thì là đi xuống. À, bên chỉ cần phân biệt hai màu thôi. Rồi đây, nên chị thấy không? Đơn giản nè. Đợi cây đèn màu xanh xuất hiện rồi là bắt đầu chuyện sui xảy ra. Đúng không? Rồi, và coi thử coi cái cọng dây nó đi đâu. Đó, là men chị đã biết được con sóc nó đi đâu. Rồi, bây giờ một cái nữa ha. Cái này gần đây tụi em mới trade luôn là hình như bị trade hôm qua. Cũng như vậy ha. Đây, mà mấy anh chị nhớ nha, tại vì hai cái indicator này mình ghép vô với nhau cho nên nó sẽ có cái chênh lệch. Thí dụ như kéo lên kéo xuống như này là chênh lệch nè. Thì mỗi lần mấy anh chị xài á, mấy anh chị right click vô đây, mấy anh chị bấm chữ auto fit data screen thì sao, nó sẽ chạy đúng như cái vị trí của nó. Rồi bây giờ nó có một cái đoạn ngày hôm qua tụi em trade, bây giờ nó có một cái đoạn như vậy, nó nằm ở trong cái vùng consolidation nè. Đây, nó nằm trong vùng consolidation thì mấy anh chị thấy đây là cái gì, đây là một cái pattern gọi là rise trend line ha, nó cũng là một cái trend line up. Đây, đây là một cái trend line up thì đúng như TA là mình biết á, là nó phải qua cái trend line này thì nó bắn lên, nhưng mà mấy anh chị thấy nó qua từ lúc nào, nó qua từ đây nè, thì có phải là mình bị trễ không? Nếu mình đơn giản là mình chỉ sử dụng cái này thôi mình bị trễ, còn nếu anh chị nào giỏi rồi thì mình có thể entry ở đây, nhưng mà làm sao biết được, mấy anh chị thấy không, nó bao nè mà đâu ra đâu, nó bao nè đâu ra đâu, nhưng mà là tại sao lần này nó bao nó ra. Đúng không? Là tại vì lúc này nó bị sui, có nghĩa là nó bị nén lại. Mấy anh chị coi nó nén nè. Đúng không? Trong giai đoạn này nó nén nè. Một đỏ 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 đỏ, xe bắt đầu dừng chạy. Rồi thì mấy anh chị thấy lúc này sao? Mấy anh chị thấy cái momentum này lúc này nó báo cho mình cái gì? Có nghĩa là cái đường màu xanh, màu trắng này nè, đáng lý là tới cái cây này nó mới chuyển thành màu xanh đúng không? Nhưng mà anh chị kết hợp với cái indicator momentum thì mấy anh chị thấy cái chuyện gì xảy ra ngay khúc này. Đây ha, anh chị sẽ thấy được. Có nghĩa là cái ngay cái giai đoạn này nè, cái đường momentum này nè, nó muốn đi xuống nhưng mà nó đã được hô giá lại. Anh chị coi ha, anh chị coi tới ngay cây này nè, là mình biết được cái việc mà nó pump ra là ngay cây này. Tại vì sao? Tại vì con này nó muốn đi xuống nè, nó xuống một lần nó được hô, nó xuống hai lần nó được hô, chứng tỏ là gì? Là nó đã bị reject, mà reject hướng đi xuống đó. Có nghĩa là từ cái cây candle này nó không đi xuống được nữa. Thì mấy anh chị sao, mấy anh chị mình không entry đây ha, tại vì sao, tại vì nhiều khi nó không bao ra là sao, giống như những cây này sao, đúng không? Nhưng mà sao mình biết được á, là nó reject một lần nè, reject cái hướng đi xuống à, reject cái hướng đi xuống lần nữa, reject hai lần là mấy anh chị thấy lập tức volume coming liền, người ta phát hiện ra cái việc reject hai lần là volume coming. Mấy anh chị entry cây này là ngày hôm đó tụi em có trade cái cây này là thắng 60% ngay lập tức luôn. Mấy anh chị coi trong vòng 10:35, 10 giờ 35, cái này là 10 giờ 10 giờ 20, 10 giờ 25, 10 giờ 30, trong vòng 10 phút lập tức mấy anh chị thắng liền 60%, mà không tới 10 phút đâu, tại vì cái candle này nó form xong rồi á. Chứ ngày hôm đó em nhớ hình như là chưa tới 5 phút nữa là vừa mua một cái, 5 phút sau thắng 60%. À, mình biết được cái sui trước người ta luôn nè. Là mình biết được cái sui này từ khúc này là dựa vô cái đường momentum. Đơn giản là tại vì cái momentum này nó đang màu trắng và nó bị reject hai lần thì sao, xu hướng tăng. Rồi. Bây giờ em sẽ ví dụ thêm một con nữa. Mấy anh chị nhớ có một lần mình trade con Doku không? Có một lần trade Doku mà mấy anh chị mới em mới alert một cái là mới mua là nó thắng liền. Nó thắng liền 100% mà mọi người mua không kịp á, là đây. Nó cũng như vậy, nó cũng có nằm trong một cái trend line. Rồi mấy anh chị thấy ha, nó nằm trong cái trendline thì sao? Đe xe đang chạy, đèn xanh xuất hiện, đèn đỏ xuất hiện là tại cây đến này. Rồi. Mọi người thấy có chuyện gì xảy ra? Nó hoàn toàn không có xu hướng nó rớt, nó đi xuống đúng không? Entry ngay đây. Cái sui này bung ra đang ở trong cái giai đoạn màu trắng. Thì sao? Sóc nó chạy 100%. Hô qua ngày hôm sau thắng thêm 400%.
Tại vì sao? Tại vì cái này nè, nó reject lần nữa nè, anh chị thấy không? Đó, anh chị thấy không? Nó reject thì sao? Nó sẽ tiếp tục đi lên. Cứ nó chạy xuống dưới mà nó reject thì nó sẽ tiếp tục đi lên. Đây. Đèn đỏ dừng lại là đây là lúc mình để ý nè. Dựa vô cái đường momentum, cứ nó kết thúc cái việc dừng xe, thí dụ mình đậu xe lại đúng không, đèn đỏ mình đậu xe, mình nhìn vô cái cọng dây màu trắng hay màu đỏ, màu trắng thì mình buy call, màu đỏ thì mình buy put. À, và lưu ý coi thử coi cái dây màu trắng với màu đỏ nằm trên hay nằm dưới số 0, cứ nằm trên số 0 là nó sẽ tăng mạnh. Mấy anh chị thấy nè, nó tăng nè 100%, cái này 100% trong vòng 10 phút, qua ngày hôm sau lên 400%. Rồi, đây cái cây này cũng vậy nè, mấy anh chị thấy không, này nó tăng nè, nhưng mà cái tại sao lỗ này rớt là tại vì ngày hôm nay spy bị đùm đây nè. Rồi nó đếm tiền